Mấy hôm rồi lễ, đường từ Sài Gòn về Vũng Tàu kẹt xe quá vì không có về thăm má được. Cho nên hôm nay Vĩ về quê ăn lễ muộn nè. Từ Sài Gòn về quê ngồi trên xe cũng tầm 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Thành ra sáng Vĩ dậy sớm kiếm cái gì đó để mang theo ăn cho vui miệng. Nhìn quanh bếp có mấy củ khoai môn chưa có ăn, vậy nên Vĩ sẽ làm snack khoai môn trứng muối để mang theo trên đường về quê ăn. Trứng muối Vĩ đập ra, lấy gồng đỏ và hấp cách thủy trong vòng 10 phút. Sau khi trứng chín thì tán nhuyễn đều. Khoai môn Vĩ gọt vỏ, bào thành lát mỏng và cho vào tủ lạnh trong vòng 30 phút. Cho khoai vào ngăn đông của tủ lạnh để lúc chiên thì khoai sẽ giòn và ngon hơn. Nếu mà bạn nào không có tủ lạnh thì mình có thể chiên trực tiếp, không sao cả nha. Đủ thời gian thì mình lấy ra và chiên trong chảo ngập dầu. Các bạn vặn lửa lớn nghe, khi nào miếng khoai vàng đều thì mình vớt ra được rồi đó. Các bạn xem những cái lát snack khoai môn Vĩ mới vừa chiên nè, vàng ươm và giòn rụm luôn, nhìn thèm ghê luôn á. Bây giờ mình sẽ làm trứng muối để trộn vào snack nha. Vĩ cho một muỗng bơ, đợi bơ tan rồi thì sẽ cho trứng muối vào. Cho thêm một muỗng sữa tươi và một muỗng đường. Sau đó Vĩ xào đều hỗn hợp trên lửa riu riu, khi nào mà trứng ráo lại là được rồi. Nêm nếm theo công thức này thì ngoài vị béo và mặn của trứng muối, mình còn vị béo của sữa, của bơ và ngọt ngọt của đường nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho tất cả snack vào trong nồi, cho hỗn hợp trứng muối mình vừa xào xong vào, đảo đều. Vậy là mình có một cái tô snack thiệt là thơm ngon rồi đó các bạn. Bây giờ thì mình ăn thử một miếng nha. Các bạn nghe độ giòn của miếng snack nè. Nó giòn tan ở trong miệng và còn có cái vị thơm béo của trứng muối nữa. Hôm nào bạn thử làm món này nha.